Đôi ngỗng thoát chết. Ngày xưa, ở vùng nọ có một nhà giàu có, trang trại rộng lớn, đủ các loại thú nuôi và hoa màu, chẳng thiếu thứ gì. Hai vợ chồng nhà ấy nổi tiếng là sởi lởi phóng khoáng. Bữa ăn họ thiết đãi khách, lúc nào cũng thịnh soạn. Ôi quý hóa quá, lâu lắm rồi anh mới tới nhà chúng tôi chơi đấy. Mời anh đi thăm thú trang trại nhà chúng tôi một lượt nhé. Đây ắt hẳn là khách của ông bà chủ rồi. Cục to. Không biết ông ta ăn gì đây. Hy vọng hôm nay không đến lượt chúng ta. Ây da, lũ bò gà kia hẳn không biết mình vốn có khả năng nghe tiếng loài vật. Tôi có việc lên thị trấn, qua đây thì cũng đã tối muộn, nên ghé qua đành xin ngủ nhờ anh chị một hôm. Không làm phiền anh chị chứ? Phiền gì chứ, tôi rất vui là đằng khác. Anh đã đến, tôi phải đón tiếp chu đáo chứ. Anh vốn rất sành ẩm thực, tôi nhất định phải chiêu đãi món gì xứng đáng. À, hay là bắt một con ngỗng để tôi thết đãi bạn quý nhé. Thôi, không cần phải vậy đâu. Thịt ngỗng vốn hiếm và là loại thức ăn sang trọng, tôi đâu dám. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Với tôi, anh chính là vị khách quý. Tôi không tiếc anh một thứ gì cả, nên anh đừng ngại, mời anh vào nhà. Cảm ơn anh chị, nhưng cũng đã muộn rồi, tôi cũng đã ăn ở bên ngoài. Thôi thì có gì để sáng mai cũng được. Vâng, vậy tôi sẽ chiều theo ý anh. Anh là khách quý của tôi mà. Nay chúng ta có khách quý, xem nào, các ngươi cũng lớn đủ ngày đủ tháng rồi, con nào béo tốt hơn nhỉ? Ây da, nom cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngày mai ta sẽ làm thịt trước một con để đãi khách. Ôi không, ông bà chủ sẽ thịt một trong hai chúng ta. Chúng ta không thể rời xa nhau được. Mình bình tĩnh đi, đừng buồn, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi trước. Mình ở lại mạnh khỏe nhé. Tại sao mình lại làm vậy chứ? Trời, sao mình lại nằm ở đó? Lạnh lắm, vào trong nằm đi, để tôi nằm ngoài cửa cũng được. Không, mình đừng nói dối nữa. Tôi thừa hiểu, mình cố tình nằm ra ngoài để bà chủ tóm lấy mình trước tiên. Mình cứ thế, định bỏ tôi mà đi hay sao? Tôi sẽ nằm bên ngoài để bà ấy tóm được tôi trước. Mình đừng nói vậy mà, dù sao một trong hai chúng ta cũng phải chết. Hãy để tôi đi trước, tôi là người chồng, phải có trách nhiệm bảo vệ cho mình. Mình đừng can ngăn tôi. Không được, nếu phải chết, người chết đầu tiên sẽ phải là tôi. Là tôi? Không, tôi là vợ, tôi phải đi trước. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi đi trước. Không, là tôi. Có ai đó nói chuyện thì phải. Quá ra là tiếng của hai con ngỗng ư? Ôi, cái tài có thể nghe tiếng con vật của mình nhiều khi làm phiền mình quá. Thôi được rồi, vậy cả hai chúng ta sẽ cùng nằm ngang hàng với nhau, và để ông trời định đoạt số phận ai sẽ phải chết trước vào ngày mai vậy. Tôi không muốn ở lại một mình đâu. Cuộc sống không có mình khác nào địa ngục với tôi kia chứ. Chẳng lẽ hai con ngỗng đau khổ như vậy là do mình? Chủ nhà muốn thịt ngỗng vào sáng mai để thết đãi mình, và chúng đã nhường sự sống cho nhau. Trong chúng ta, nếu ai ở lại sẽ phải cố gắng sống tốt. Nếu tôi đi trước, mình ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng thật tình cảm, mình không thể nào ngăn cách chúng được. Sao anh lại vội về vậy? Tôi xin lỗi, tại tôi chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Nếu ở lại e rằng sẽ muộn mất. Vậy nên tôi đành cáo lỗi lần này, để lần sau tôi tạ lỗi với vợ chồng anh nhé. Thôi đành vậy, để lần sau tôi nhất định sẽ thết đãi anh một bữa ăn tử tế. Lần này anh đi vội quá. Cảm ơn vợ chồng anh. Thôi, tôi xin phép. Khách về rồi, thôi thì cũng không cần phải thịt ngỗng làm gì đâu mình ạ. Vâng.
Ôi, vậy là vị khách của ông chủ đã về rồi ư? Vậy là chúng ta thoát nạn rồi ư? May quá, may quá mình ạ. Vậy là lời nói dối nhân đạo của vị khách ấy đã cứu mạng cho đôi vợ chồng ngỗng. Sau khi thoát chết, đôi ngỗng mừng rỡ. Chúng cho rằng vì mình nằm cạnh nhau nên mới gặp may mắn và thoát chết như vậy. Kể từ đó, loài ngỗng theo thói quen ngủ sát cạnh nhau để bảo vệ nhau và gặp được nhiều may mắn. Em bé của Nico. Buồn thật, mấy hôm qua mình và thỏ Kit còn... Đâu còn bắt được tớ đấy. Nhanh chân lên nào Nico. Cậu cứ chờ đấy, tớ sẽ bắt được cậu nhanh thôi. Thỏ Kit ơi, chúng mình đi chơi đi. Mình chơi đến chiều thật là vui như hôm qua ấy. Tớ phải ở nhà chơi với em rồi. Cậu tự chơi một mình đi. Chán quá, tự có em là ít sang đây chơi với mình hẳn. Buồn ơi là buồn, giá mà mình cũng có một đứa em thì tốt biết mấy. Phải rồi, mình phải xin mẹ cho mình một đứa em mới được. Lúc ấy mình sẽ có người chơi cùng, không phải buồn nữa. Mẹ, con muốn có em. Khi nào mẹ vào rừng, mẹ kiếm cho con một em trai để con chơi cùng nha. Ôi, con trai của mẹ, con khờ quá. Em đâu phải cứ vào rừng là kiếm được đâu. Em cũng giống như con, được sinh ra từ bụng mẹ đó, con trai à. Thế à mẹ, vậy thì mẹ sinh cho con một em đi. Em trai thì càng tốt, con thích em trai à. Được rồi, nếu Nico đã thích thì mẹ sẽ cho Nico một đứa em. Nhưng con phải đợi một thời gian nữa nha. Dạ, con sẽ đợi ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Nico, con xem này, bụng của mẹ đã to rồi. Em bé của con sắp ra đời rồi đấy. Nico sắp được gặp em rồi. Thật thế hả mẹ? Con nông được chơi cùng em lắm rồi này. Yeah, vậy là con sắp có em rồi. Con vui quá. Yeah. Tôi sắp có em rồi. Hoan hô, hoan hô. Chuột con của bố đáng yêu quá. Trời ơi, nhìn cái mũi của nó kìa, giống bố y hệt luôn. Nhưng cặp mắt thì lại giống mẹ đấy bố nhé. Cho con bé em một chút với. Thằng bé đang cười với anh này, em nhìn xem. Thằng nhỏ mến bố lắm, cứ cười nịnh thôi. Bố mẹ mãi ngắm nhìn em, chẳng ai thèm để ý đến lời mình nói cả. Mình cảm thấy cứ như là không có mặt mình ở đây vậy. Nico à, khẽ thôi con. Rù mãi thằng nhóc mới ngủ đấy. Tưởng rằng sau khi chuột em ra đời thì Nico sẽ có thêm bạn để chơi, sẽ vui hơn như điều cậu mong đợi. Thế nhưng Nico lại càng thấy buồn hơn. Bố mẹ nó suốt ngày chỉ chăm sóc, lo lắng cho chuột em mà không để ý gì đến nó. Nó bỗng cảm thấy ghét chuột em vô cùng. Nó hối hận vì đã xin bố mẹ mang chuột em đến với căn nhà của nó. Chuột em thật là đáng ghét. Từ khi nó xuất hiện, bố mẹ đã không còn thương yêu mình nữa. Đã thế, mình không thèm chơi với chuột em nữa. Mình sẽ bỏ mặc chuột em một mình cho bỏ ghét. Mẹ vào rừng kiếm thức ăn. Con ở nhà trông em cẩn thận nhé. Mẹ đi một lát rồi về ngay. Con trò chuyện cùng em để em đỡ buồn nhé. Thằng nhỏ thương anh lắm đấy. Con biết rồi ạ. Ai mà thèm nói chuyện với nó chứ. Chỉ biết ơ suốt ngày chả vui gì cả. Đi mà chơi một mình nha. Anh không thèm chơi với em đâu. Ai bảo em cướp bố mẹ của anh chứ. Anh đi chơi đây, kệ em đấy. Anh sẽ nhốt em ở trong nhà để em khỏi bò linh tinh ra ngoài. Chà, lâu lắm mới được ra ngoài chơi thỏa thích thế này. Vui quá đi mất.
Hả? Trời, chuột em, sao em lại trèo lên cửa sổ thế kia? Nguy hiểm lắm đấy, mau xuống đi. Trời ơi, em sẽ ngã mất thôi. Trời ơi, em ơi. Trời, chuột em bị mắc vào cành cây rồi. Phải ra ngoài sân tìm cách đỡ em mới được. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ đỡ em. Chuột em. Em không sao chứ? May là anh còn về kịp để đỡ em. Chứ không, nếu em ngã xuống thì đau lắm. Sao em lại tin là thế này? Mẹ về rồi này, hai anh em. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Ơ, có chuyện gì thế Nico? Vì sao con lại hoảng sợ thế này? Con, mẹ dặn con ở nhà trông em, nhưng con lại bỏ mặc em ở nhà để đi chơi. Lúc về con thấy em suýt nữa thì ngã từ cửa sổ xuống. May mà con đỡ kịp. Nếu không thì... Con bỏ em ở nhà một mình sao? Sao lại thế? Bởi vì con ghét em. Vì từ khi em được sinh ra, con thấy bố mẹ không còn yêu thương con như trước nữa. Bố mẹ chỉ yêu và chăm sóc cho mình em, không để ý đến con. Con à, sao con lại nghĩ thế chứ? Con thật là ngốc. Vì vậy mà con bỏ mặc em mình sao? Con không biết. Con thấy ghét em, nhưng lúc nhìn thấy em suýt ngã, con lại thấy thương em vô cùng và hối hận vì đã bỏ em ở nhà một mình. Mẹ ơi, may mà em không sao. Nếu không con sẽ hối hận cả đời mất. Con xin lỗi mẹ. Đó chính là tình cảm gia đình đấy, Nico ạ. Có một sợi dây tình thân kết nối giữa chúng ta. Con và em đều là con của mẹ. Bố mẹ thương và yêu hai anh em như nhau. Chẳng qua là em còn bé nên bố mẹ mới chăm sóc em nhiều hơn con. Con là anh, phải biết nhường nhịn em, không nên ích kỷ như thế. Con cũng yêu em mà, đúng không nào? Con biết rồi ạ. Từ giờ con cũng sẽ phụ mẹ chăm sóc em, sẽ không ghen tị với em nữa ạ. Con biết thế là tốt. Nên nhớ là mẹ yêu hai anh em rất nhiều. Con biết rồi ạ. Con cũng sẽ yêu mẹ và em rất nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.